Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Quốc Dũng, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Đường xưa truyền hợp tan, điệp khúc mùa xuân. Người về từ lòng đất, nhạc sĩ Quốc Dũng là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt Nam. Ông sáng tác hàng trăm ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Và hòa âm cho hàng ngàn bài hát, từ nhạc quê hương Bolero đến nhạc trẻ, vào những năm thập niên 70 và 80 là hai giai đàn thăng hoa nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng khi ông cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng bất kịp xu hướng và đưa nhiều ca sĩ tới đỉnh cao qua những sáng tác. Với niềm đam mê mạnh liệt và sự mịt mài, cành mẫn trên con đường sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Dũng tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1951 tại Thái Lan, cha mẹ ông vốn là người gốc nghệ nhưng qua Lào và Thái làm ăn sinh sống. Cha mẹ ông gặp nhau và kết duyên nên vợ chồng. Sau đó sinh ông ra trên đất Thái Lan. Năm 3 tuổi thì gia đình ông hồi hương và vào Sài Gòn để mưu sinh. Do có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nên khi mới 10 tuổi cốt dụng đã được gia đình gửi vào. Học tại trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. Đồng thời theo học nhạc trong ban tuổi xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh. Năm 11 tuổi, Quốc Dũng đã tập thành sáng tác nhạc phẩm không lời. Đến 12 tuổi, ông trở thành một nhạc công đềm cho các chương trình âm nhạc thiếu nhi của Đài Phát Thanh. Năm 15 tuổi, Quốc Dũng tham gia biểu diễn trong các chương trình âm nhạc Đài Hòa Tấu của Trường Quốc gia Âm nhạc và Đài Truyền hình Sài Gòn. Năm 16 tuổi, ông đã tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc Pháp Tây Phương của Trường Quốc gia Âm nhạc và mới về làm giành nhạc của Đài Truyền hình Sài Gòn. Quốc Dũng phụ trách việc phối hí và đềm cho các chương trình tại đây. Bên cạnh học tập và phát triển sự nghiệp trên con đường nghệ thuật, Quốc Dũng cũng xuất sắc hoàn thành các chương trình học văn hóa khi đủ tố tài. Bên cạnh việc học tập và phát triển trên con đường nghệ thuật, Quốc Dũng cũng xuất sắc hoàn thành các chương trình học văn hóa. Khi đổ tố tài 2, ông vào học tại Viện Đại học Hạnh Hạnh. Sau khi đổ tố tài 2, ông vào học tại Viện Đại học Văn Hạnh. Tuy tập tành sáng tác năm 11 tuổi như mãi đến năm 17 tuổi. Khi đã tốt nghiệp trường nhạc thì Quốc Dũng mới hoàn thành một tác phẩm hoàn chỉnh và đặt tên Em đã thấy mùa xuân chưa. Trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của ông và nổi tiếng cho tới tận bây giờ. Từ những năm thập niên 1960, phong trào nhạc trẻ bắt đầu phổ biến ở miền Nam. Ban đầu là sự xuất hiện của các ban nhạc trẻ tại lúc Mỹ chủ yếu khách nhạc nước ngoài. Sau đó những giai điệu sôi đồng của nhạc ngoài bắt đầu gây được sự chú ý đối với giới trẻ Việt Nam lúc bấy giờ. Thế nên từ cuối thập niên 1960, bắt đầu xuất hiện nhạc ngoài là Việt để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc pop rock bằng tiếng Việt của khán giả trẻ. Sang thập niên 1970, Quốc Sủng cùng nhạc sĩ khác như Nguyễn Trung Cang, Lê Hù Hà, Tùng Giang đã tiên phong soạn nhạc các ca khúc nhạc trẻ hoàn toàn bằng lời Việt. Giai đoạn này quốc sủng cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Con mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly. Bên cạnh sự thành công trong lĩnh vực sáng tác, quốc sủng còn được biết đến với vai trò là một ca sĩ. Thời kỳ đó, Quốc Sủng và Thanh Mai là một cặp song ca nổi tiếng của nhạc trẻ Sài Gòn, nhờ sự kết hợp của nhạc sĩ Nguyễn Chính Anh. Thanh Mai lúc đó là học trò của Nguyễn Anh Chính. Quốc Dũng còn từ sức với lĩnh vực diễn xuất. Năm 1973, ông từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường Tôi của đạo diễn Lê Dân. Là một nghệ sĩ đa tài với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng thuần thục, mandolin, guitar, piano, trống, bass, keyboard, organ. Quốc Dũng được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ thời đó. Nhắc đến Quốc Dũng, cũng không thể không nhắc đến danh ca Bảo Yến là vợ và cũng là nàng thơ trong nhiều sáng tác của ông. Cô cũng là người thể hiện tròn vẹn nhất những ca khúc của chồng, ngược lại thành công vang dồi trên con đường ca hát của nữ danh ca cũng có sự hậu thuẫn rất lớn từ chồng. Quốc Dũng lập gia đình đầu tiên vào năm 1974, nhưng chỉ sau 6 năm. Sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ, nhưng đồ vỡ trong hôn nhân đã ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc sáng tác của ông. Cùng dây đàn cho đến năm 1986 thì Quốc Dũng mới bắt đầu sáng tác trở lại với tác phẩm khoan Vắng. 4 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, ông đã gặp được người phụ nữ đình mền của đời mình là Bảo Yến. Và đến thời điểm hiện tại, Quốc Dũng đã có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc Vợ ông cũng trở lại con đường ca hát và đi diễn nhiều hơn. Hai con của họ là ca sĩ Bảo Châu và ca sĩ Hải Ca cũng định hình sự nghiệp, nghệ thuật riêng. Ngày 24 tháng 9 năm 2023, nhạc sĩ Quốc Dũng tác giả tác phẩm Bài ca Tết cho em, đường sư chồng ca sĩ Bảo Yến qua đời ở tuổi 72 vì bền tuổi già. Nhạc sĩ Bảo Châu, con trai nhạc sĩ Quốc Dũng đổi hình nền màu đen, trên trang cá nhân và lời tưởng nhớ cha, con sẽ thực hiện những gì con hứa. Nhạc sĩ Cẩm Vân, đàn em thân thiết của Quốc Dũng, nhận tin buồn từ người thân của gia đình nhạc sĩ. Cẩm Vân chưa biết, 10 ngày qua sức khỏe của ông suy yếu vì chứng bệnh. Trong ký ức của tôi, Quốc Dũng là đàn anh tài hoa, khiêm tốn luôn nên đỡ hậu bối trên con đường làm nghề, chị cho biết. 10 năm trước, Quốc Dũng từng bị tai nạn giao thông nguy kịch, khiến cho sức khỏe của ông dần suy giảm. Sau năm 1975, Quốc Dũng kết hôn với Bảo Yến làm biên tập hòa âm phô hí cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Dũng còn là diễn viên từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường Tôi của đạo diễn Lê Dân trong gia tài hàng trăm bài hát của Quốc Dũng. Bài ca Tết cho em là một trong những tình khúc kinh điển về mùa xuân gắn liền với người vợ hiện tại của ông, danh ca Bảo Yến. Đã đời vào năm 1982, bài hát đóng dấu cọc mốt tình yêu của Quốc Dũng dành cho Bảo Yến.